từ ngày có Kazuko không lo da nám da khô da nhờn lỡ quên em nó phát hờn Kazuko plus cần hơn người tình vâng ạ à, bây giờ hương nghĩ rằng là tình yêu không phải là tất cả mà có lẽ rằng vẻ đẹp của người phụ nữ mới là tất cả đối với thanh hương thì bây giờ đẹp là trên hết người ta nói rằng là em đẹp em có quyền mà đúng không ạ và hôm nay phải nói là rất là phấn khởi, vui vẻ, hồ hởi, hào hứng Nên là mình phải xuất khẩu thành thơ ngay Và sau câu chuyện về mấy câu thơ này thì bây giờ xin phép tất cả mọi người Hương chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình Nhà mình có công nhận là dạo này ra Hương đẹp không ạ? Ai gặp Hương cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ cái làn da của Hương mà tại sao lại đẹp đến mức độ như thế này Và mọi người nói với Hương là có cái bí quyết gì hay là có can thiệp gì không Mà rõ ràng là thời gian mà quay phim trước á, phim mùa hoa tìm lại Thì Hương vẫn cứ ngồi Hương kêu ca sao da xấu thế Hương đi về nhà bố mẹ Hương không nhận ra Hương bởi vì cái làn da nó quá là xuống sắc luôn Mọi người biết là một ngày đi quay từ sáng tới đêm thế không có thời gian nghỉ Ăn uống lại không được điều độ sinh hoạt cũng rất là thất thường Và đặc biệt là trang điểm quá nhiều Nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều cái da nó đã nám phải càng đậm nám nhiều hơn nhưng bây giờ ạ dạ vâng là mọi người zoom thật là cận vào cái da của hương đi ạ thậm chí là một cái lỗ chất lông rất là nhỏ trên da của hương cũng không thấy nữa để thấy rằng là ngày hôm nay ấy, muốn chia sẻ đến với mọi người một cái câu chuyện thực của thanh hương và dành một cái món quà tuyệt vời này cho tất cả các chị em phụ nữ chúng mình đặc biệt là những chị em phụ nữ mà cái làn da Ờ, giống như Thanh Hương đã từng phải đau đầu vì nám vì tàn nhang Mình cũng đã từng phải bỏ hầu bao để đầu tư rất là nhiều các loại sản phẩm khác nhau rồi Rẻ có, chung tiền có, thậm chí đắt tiền có mà không ăn thua Thì ngày hôm nay chia sẻ đến với tất cả mọi người Nếu như ai đang sử dụng rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau để điều trị nám một tuần không có hiệu quả Thì thôi dừng luôn và ngay cho Hương đi ạ Chúng ta tập trung chuyên môn vào duy nhất em này thôi Chính là cái em mà Hương nói là cần hơn người tình đấy ạ Em Kazoko Plus đừng nhìn thấy toàn bộ combo mà sợ nha Đây là hàng cao cấp Giá tính tiền triệu nhưng ngày hôm nay chỉ với hơn 300 nghìn thôi Chúng ta có một em sản phẩm điều trị đặc trị nám tuyệt vời vi diệu Còn tuyệt vời vi diệu như thế nào thì ngay sau đây Hương sẽ chia sẻ tiếp